Anh mời về anh mở con anh tập. Rồi anh đứng đây đi. Tôi múa từ từ anh tập theo. Và cái cách khi tôi nói thì anh làm theo. Nè, đứng cũng bằng chân vậy ha. Là vậy khi mà tập bài của anh là tập cho cái huyết áp nó thấp xuống, tại cái tiểu đường nó kéo huyết áp lên nè, đứng dậy ra. Tay nè, giơ từ từ lên. Anh cứ làm theo tay tay tôi vậy. Tôi làm chậm lên mất trước. Nhìn thế này. Rồi hai con cái bấm lấy nhau. Cứ bấm vậy. Kéo xuống ngực nhẹ nhàng vậy đó, rồi thở đều hết, không có được thở sâu vậy. Rồi nhẹ nhàng đứng vậy. Rồi đứng im vậy, thở một hơi hai hơi, mà chỉ ngón cái ấn, còn bốn ngón kia nó không có dính nhau, nó hở hở vậy này. Ba hơi rồi cái anh duỗi tay lên, duỗi từ 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 lên cao. Rồi anh cứ bung hai tay về, nó thẳng góc, là thả xuống rất từ từ. Xuống đây cái anh cong cái tay lại. Đó. Đứng im. Giữ nhịp tim nó đều, hơi thở đều. Phải theo dõi cái nhịp tim, đừng cho nó tăng tăng cái nhịp lên. Cái hơi thở đừng cho nó nhồi. Nó êm rồi, cái đó là xong thức một. Thức thứ hai. Phải chờ cho nó cái nhịp tim nó đều lại, cũng dơ từ từ, đừng bao giờ để cái nhịp tim nó tăng này. Mình nghe bên trong, nhắm mắt mình tập, để tay phía trước, ôm vô ngực, mình dí ngón trỏ xuống, mình dí cái mặt ngón trỏ nó ngửa ra ngoài vậy. Chứ không dí vô trong, ngửa ra ngoài, anh kéo lên nè, hơi nhón chân một chút xíu, nhón, nhíu đít lại, nhíu đít, nhíu đít lại, nhíu đít. Rồi để dậy chút xíu, rồi anh thả xuống. Một. Rồi xoay lại lại. Cũng nâng lại lần hai. Một. À. Cứ từ từ vậy. Phải đừng để nó cái huyết áp nó tăng. Đừng cho cái nhịp tim nó tăng. Và nếu mà lên cao nó tăng thì thả thấp xuống. Ba lần. Đó, thức thứ hai. Thức thứ ba lấy tay để lên. Nó muốn từ từ hết đâu, mà con người thấy mình đo huyết áp nó lên phải đứng quơ, mà nó xuống thì tập vậy thôi. Đưa lên nhẹ, kéo tay nhẹ nhẹ ưỡn cái bụng lên, một, kéo tay ưỡn bụng lên, hai, kéo tay ưỡn bụng lên, ba, xong thả tay xuống. Đó, thức thứ ba. Rồi đứng im chờ cho cái nhịp tim nó đều lại. Thức thứ tư lấy cái tay để sau lưng như vậy. Cái tay anh xòe vậy này. Xoay qua vậy. Đó. Để vô, giống như tay mình vuốt cái kiếm ở sau lưng nè, vuốt vậy đó. Thì anh nhón lên. Vuốt xuống. Đó, một. Hai. Ba. Rồi anh xoay vô giữa vậy. Đó, để tay lên xả xuống. Đó. Đứng im cho cái nhịp tim nó đều lại, xong để cái tay sau lưng này. Úp. Tay này mửa xoay rồi này, giống ở đây có cái kiếm, tôi vuốt cái kiếm này, vuốt chồm lên, vuốt vuốt là ba cái, xong xoay vô giữa. Bởi vì cái mình lớn tuổi thì tôi phải quay lại, không sáng quên quên đó, xuống là đó là thức thứ tư rồi. Đứng im. Thức thứ năm là bước xéo rồi chân là vậy. Cái tay để sau lưng nắm thì cái đấm để, cái tay đi ngửa cái đấm, giống như mình nắm sợi dây chặt thì mình xoắn nó lại vậy. Lưu nó vô, một, ngửa tay, hai, ba. Cái này nó để cho huyết áp xuống, thả tay xuống, đưa tay lên, đó, ngửa tay thả xuống, đó là lôi, giống như kéo lưới ngoài biển bên trái, đứng im cho cái nhịp tim nó đều lại, thở đều, trong bước xéo là 45 độ, cái tay để sau lưng để làm cái điểm tựa, tay kia ngửa cái cổ tay này, xoắn, thấy không, nắm xuống, kéo vô, một, ngửa cổ tay, hai, ba, đứng thả xuống, xong thức
kế hai tay đưa lên vậy, cái tiếp là về lắc hồi tập theo để vậy ha, hai ngón út chạm nhau thôi, dí ra phía trước, chồm lên, thả xuống một, dí hai ngón, hai, ba, rồi để vậy kéo lại, đó, đó nguyên bài như vậy, xong rồi tôi tắt cái clip, bắt đầu tôi chỉ anh, đó là về